Xin chào đến tất cả mọi người. Nên em xin giới thiệu đến mọi người và các nhà sưu tầm cổ vật một cái đĩa từ cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19. Nó vẽ tích mã liễu. Đây là chỉ là những hàng gọi là địa chủ dùng ngày xưa, đồ gốm tàu. Vẽ rất là đẹp, vẽ rất là có hồn. Tuy là cái nét con ngựa thì nó cũng không được sắc sảo lắm, nhưng mà cái nghệ nhân người ta đã thả hồn vào trong từng cái đĩa. Đây, em quay gần đây cho các bác xem, nghĩa là qua thời gian cái nước men cốt nó đã rút sâu vào trong 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 cái từng cái nước men, và nó đã thẩm thấu vào sâu. Đó. Quá trình thời gian thì cái đĩa này nó đã có tuổi rồi, đã mấy trăm năm rồi, lại lành nữa. Ngày xưa ông bà ngày xưa dùng đồ cổ rất là kỹ, rất là tinh tế. Đường kính 14 cm. Thì ông bà ngày xưa dùng rất là kỹ, bởi vì là người ta mua đồ cổ về, người ta chỉ để trưng cho, gọi là để thể hiện cái sự trù phú và cái độ giàu sang của nhà thôi, của một cái gia chủ thôi, chứ còn không có lấy ra dùng nhiều. Thì đời con cháu bây giờ được hưởng lại những cái tinh hoa của ông bà ngày xưa, sở hữu những món đồ lành tích thế này rất là hiếm. Đấy, trôn cốt này, đây là trôn cốt, nó qua thời gian nó bị xỉn màu, có nghĩa là nó bị xuống màu này, và những cái nốt rỉ chấm đen như thế này thì qua cái ngày xưa là người ta lấy cái cốt đất, người ta nặng lên những cái dĩa như thế này, và có những cái tạp chất như là sắt, kẽm, lưu huỳnh, vân vân. Thì nó qua thời gian thì nó bị oxy hóa, nó nổi lên những cái nốt như thế này. Đó, giống như là gọi là mình nói hôm nay, giống như là sắt mà bị oxy hóa vậy đó. Nhưng mà nó đọng cốt ở trong cái đĩa này, thì qua quá trình nó rút cái nước cốt men lại, nó bị khô lại, thì sao nó nổi lên những cái này, nó bị nó va chạm với thời tiết bên ngoài, nó sẽ bị oxy hóa, thẩm thấu, nó nổi lên như thế này. Đấy. Và nước men rất là ok. Đó, rất là đẹp. Bác nào có nhu cầu thì alo em, số điện thoại 0387 513 887, và số em dùng Zalo luôn. Rất vui được kết bạn giao lưu với mọi miền Tổ quốc cùng tất cả các nhà sưu tầm trên cả nước luôn ạ.